Và hôm nay mình có đối thủ đồng hành, đó là bạn Tính, đi cùng với mình khám phá ngày hôm nay. Đó là ngôi chùa Salo, còn gọi là ngôi chùa Tráng Kiểu. Bây giờ mời các bạn theo chúng mình vào cùng để khám phá ngày hôm nay nhé. Rồi, các bạn bước vào cổng chùa, phía góc trái trái các bạn thì các bạn đi đồ như thế này, hướng dẫn cái này các bạn. Đó. Đầu tiên là ngôi chánh điện. Đó. Đây khu pháp để cốt tượng Phật. Đó. Để dễ thuận tiện tham quan thì đại đức cũng giống như là Phật tử này đã thiết lập một cái bảng sơ đồ để khách tham quan cũng như Phật tử từ xa để mà đi tham quan cho dễ dàng. Bây giờ mời các bạn đi tiếp. Tây thì các bạn nhớ ghé Sóc Trăng các bạn. Đây là chùa Tráng Kiểu, còn gọi là chùa Salo, tọa lạc tại xã Đại Tông, huyện Phú Xuyên các bạn. Bây giờ mời các bạn tiếp tục theo chân mình khám phá tiếp tục những cái kiến trúc tiếp theo. Rồi, cái điểm tiếp theo, đây là một khoảng sân rất là rộng các bạn. Và ở giữa thường là ở những các ngôi chùa Khmer thì có những cái con rắn bè ra năm đầu, đây là tượng Phật nha. Cho chuẩn bị cho lễ sanh con ta cho nên là các vị sư này đang là rửa cái sân cho nó sạch các bạn, để chuẩn bị cho một cái nghi thức nghi lễ lễ sanh con ta. Đây là một cái tục lễ mà của người đồng bào Khmer. Theo đây là cái ngôi sala. Về kiến trúc, về cái tông màu, cái bố cục cũng giống như là các ngôi sala khác của các chùa Khmer ở đồng bằng sông Cửu Long các bạn. Như các bạn thấy đây là cũng là những các cái ngôi sala các bạn. Có thể là phục vụ cho những vị sư tu ở trong chùa, ở gần nguồn người ta còn gọi là tăng sát các bạn. Cũng là một cái nơi để mà thờ tự cho quý Phật tử, còn sóc cũng giống như là những du khách phương xa quế với cái tông màu như mình đã giới thiệu nãy là cái tông màu cam, màu đỏ, màu vàng. Đây là cái tông màu đặc trưng rất là nổi bật của người Khmer các bạn. Các bạn mình là Gil. What the hell? Ok, xin chào các bạn, mình là Gil. Và hồi nãy giờ các bạn thắc mắc là tại sao kênh mình mà không xuất hiện mình ở trên kênh. Bởi vì hôm nay mình đi với một người thầy, và thầy thường xuyên quay, thầy là chuyên quay các chùa chiền, các văn hóa tập tục của Việt Nam. Cho nên là mình đi theo để mình quay tiếp thầy, và mình hợp tác với thầy để làm những cái video chất lượng hơn cho các bạn xem. Và mong các bạn xem clip này, các bạn hãy đón nhận một cách thật là vui vẻ và kiểu thoải mái nha. Ok, như các bạn và mọi người thấy đây, ở trong khuôn viên chùa kiến trúc
đa số là thờ là Thích Ca, tại vì người Khmer thuộc là phải là năm tông Khmer các bạn thấy. Giống như mình chia sẻ hồi nãy là tượng Phật Thích Ca có là tượng thần Naga ha, xòe cái đầu ra để che chở khi mà Phật Thích Ca là ngồi tọa thiền các bạn đó. Và đây là những cái tháp chưa như những cái hài cốt mà bà con Phật tử bổn sóc là xin ý kiến của là đại đức để được đầu tư xây dựng một cái tháp như thế này, để nhằm mà khi người quá cố người thân được đặt vào đây để hàng ngày để được là nghe được kinh Phật đó, sớm là cầu siêu thoát. Và mời các bạn vào phía này. Đây các bạn, đây là tượng Phật Thích Ca mới được xây dựng gần đây đó. Và được một nhà hậu tâm cũng chừng 2012 các bạn, là tượng Phật Thích Ca mình độ khoảng là cao khoảng 10m đó các bạn đó. Quý vị là toàn bộ nãy giờ mình theo dõi, nãy giờ là tham quan, nãy giờ là những kiến trúc ở chùa Khmer đều là thờ là tượng Phật Thích Ca. Đây là một cái đạo chính thống theo Ấn Độ giáo các bạn. Bây giờ mình tiếp tục cuộc hành trình khám phá theo các bạn. Còn đây các bạn, đây là cái ngôi chánh điện mà được ướp những cái mảnh sành, chén, đĩa, bát mà đã đi vào lịch sử, có tên là chùa chánh điện các bạn. Bây giờ mình các bạn tham quan. Đó, đối với vào những cái lan can các bạn thấy những cái chén sành cũng giống những cái tô, cái đĩa bát được trên đây, tạo một kiến trúc rất độc đáo. Và coi như là chùa chén kiểu là một những kiến trúc độc đáo của người Khmer ở miền Tây chúng ta các bạn, có một không hai luôn. Và nếu các bạn đến Sóc Trăng, các bạn đừng bỏ lỡ đến chùa chén kiểu tọa lạc tại xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Nó nằm sát cạnh ngay là quốc lộ 1A các bạn, hướng về Bạc Liêu, về đất mũi. Đó, mời các bạn cùng xem những kiến trúc được ốp những cái chén đĩa. Đó, và cái cửa này đang được lắp bằng tay bằng cửa gỗ các bạn. Đó, với cái bàn tay này được cắt rất là nhẹ, với điệu nhảy múa của thần. Lý do có tên chùa chén kiểu thì theo lời kể của bậc lão niên ở nơi này kể lại, thì trong quá trình trùng tu vào năm 1969 đến năm 1980, thì trong quá trình trùng tu thì thiếu vật liệu, thì nên đại đức cùng bà con bổn sóc là bàn với nhau để là quyên góp tiền để mua những cái vật liệu để trang trí, để làm một cái chùa. Thì được là một cái nhân dân là tâm sứ, cho nên thì đã bàn bạc mọi thứ đến họ mua lại những cái gì như thế này, bán những cái gì bé những giá rất là đắt. Và họ đã nói rằng họ sẽ là cung cho chùa, là những cái em như thế nào mà khi họ sức không được các họ sẽ đây cung cho chùa, còn lại nếu mẹ chùa mua thêm thì xin tiền cầm mua. Do đó cho đến ngày hôm nay đã có tên là chùa chén kiểu đó. Như các bạn thấy là một cái nét kiến trúc rất là độc đáo và đặc trưng ở miền Tây chúng ta, đặc biệt là của đồng bào người Khmer. Còn cái này là mới là nhãn sau. Thank you.
Phòng học này để là dành là giảng dạy cho những người sinh tạp mà mới bắt đầu là trong những là tập tu, kể cả những sư mà đã tu lâu năm, và thậm chí cho là những giảng dạy ngôn ngữ tiếng Nhật tập cho các bạn sư mê khi mà dịp nghỉ hè qua, các bạn thường tìm đến chùa để mà học tập ngôn ngữ của đồng bào dân tộc của mình. Nhưng như các bạn thấy bây giờ mình đọc một vài tiếng phát âm của cái chữ này các bạn. Sra A, Sra I, Sra A, Sra Ơ, Sra Ư, Sra O, Sra O, Sra U, Sra A, Sra Ư, Sra E, Sra E, Sra I, Sra O, Sra O, Sra U, Sra Ấp. Đó là một số phát âm của đồng bào tiếng dân tộc. Và đây là các cái chữ cái của các bạn. Rồi, bây giờ mời các bạn và mọi người cùng tham quan nơi mà các vị sư cũng như bà con Phật tử làm việc. Nơi này vẫn còn là giữ nguyên dành cho các sư cũng như các bà con Phật tử cũng sống. Các bạn thấy Satya katha Purushartha katha Sunu sunu Siddhartha katha Chadhte suraj sa Tejvan vo kirtiman Humkar bhare jab pooch kare tham quan chiếc ghe ngon ha. Đây là một trong những cái môn thể thao đặc trưng của đồng bào Khmer đồng bằng sông Cửu Long, và sắp tới trong tương lai mình mong rằng cái môn thể thao này được đưa vào là một cái loại thể thao là mang tính chất là khu vực, đó là SEA Games. Các bạn tham quan của chùa Tráng Kỷ còn gọi là chùa Sra Lôn. Rồi sau một vài phút đi bộ mình đã tới cái nhà của ghe ngon các bạn. Bây giờ mời các bạn và mọi người cùng tham quan ghe ngon. Do bữa nay không phải là ngày lễ, không phải là cái ngày mà tập giờ hay là chung sự với chiếc ghe, cho nên là rất tiếc là mình sẽ chia những hình ảnh có thể là các bạn sẽ không được chiêm được hết, nhưng cũng có một phần nào để các bạn hiểu được về loại hình thể thao của người đồng bào Khmer, đó là chiếc ghe ngò. Xưa kia chiếc ghe ngò để sử dụng trong vấn đề sinh hoạt hàng ngày của bà con tự, đó là để chuyên chở những cái lương thực thực phẩm và các cái vật dụng khác. Và sau này cái môn thể thao này đã đi vào là coi như là người ta xếp vào một môn thể thao cho đến ngày hôm nay. Giờ mời các bạn tham quan chiếc ghe ngon của chùa Sra Lôn. Như cái hình ảnh các bạn đang thấy đây gồm có hai chiếc. Chiếc phía bên trong có cái màu mà hình như là được sơn phết lại để chuẩn bị cho cái ngày hội Ốc Ông Bốc năm 2020 các bạn. Cho nên là mình thấy là mới toan. Còn cái chiếc kề cận cái màn hình đây là cái chiếc gọi là chiếc cà hâu. Chiếc này để dành cho những đại đức, những chủ trì coi như là tối cao nhất đi cái chiếc thuyền này để tham gia vào cái hội đua, coi như là đi theo cái chiếc ghe ngo của chùa mình để quan sát, ủng hộ và cung cấp lương thực thực phẩm cho cái đội ghe các bạn, gọi là chiếc cà hâu. Nói về chiếc cà hâu, đây là đã có rất lâu đời, và trong vài năm gần đây là do cái Bộ Văn hóa Thông tin đã khơi dậy lại là cái nền văn hóa của đồng bào Khmer và đặc trưng ở Sóc Trăng, cái người Khmer rất là nhiều, đứng thứ hai sau là tỉnh Trà Vinh. Do đó thì cái
cuộc thi về trang trí chiếc cà hâu trong vài năm gần đây được một số chùa được là coi như là tu bổ sửa chữa lại khang trang hơn, đẹp hơn. À, và đây cũng là một cái kiến thức bổ ích dành cho tuổi trẻ sau này biết được là cái nền văn hóa của bản sắc dân tộc Khmer như thế nào. Đó, bây giờ mời các bạn tham quan. Ở đây các bạn, những chiếc cà hâu được trang trí họa tiết giống như là ngôi chánh điện mà các bạn thấy các bạn ngoài thực tế ngoài đời. Đó, có cái đường nét hoa văn rất là công phu. Đó, còn mời các bạn xây vào phía bên đây, đây là cái nơi để mà các vật động viên, đặc biệt đây là những anh, những chú, những bác, người nông dân thôi các bạn, không phải là vận động viên chuyên nghiệp. Sau những ngày đau đầu bệnh tật thì chuyển đi khoảng cỡ 3 giờ ngoài họ lại tụ tập ở đây. Rồi khi vào cái mùa lễ hội sắp đến thì họ lại tụ tập ở đây để tập vật trên cái vàng, trên một cái bờ ao như thế này các bạn. Đó, rất tiếc hình ảnh ngày hôm nay không ngay vào cái dịp lễ hội hóc bông bóc hay là sự chuẩn bị của các vận động viên, thì mình cũng chia sẻ với các bạn chỗ cái nơi tập luyện của các vận động viên mỗi khi đến vào cái dịp lễ hội. Và tiếp tục một cái địa điểm tiếp theo là cái nơi là chứa những cái cổ vật của cổng Ba Quy, quan tranh một thời lục tỉnh Nam Kỳ các bạn. Bây giờ mình sẽ mời các bạn xem những cái cổ vật mà nhà chùa mua lại. Bây giờ mời các bạn. Cái giường ngủ sư cả được Phật tử đi cúng vào năm 1234 các bạn. Chắc là như là mặt cây các bạn. Quả tiếp những các cái hoa văn. Và tiếp tục đây là bằng những đôi tay nghệ thuật của các vị sư trong chùa thì đã tạo nên những cái bình phù như thế này. Các bạn thấy như đây là kim đại vàng các bạn. Đó, đây là gỗ nguyên khối. Sư trong chùa đã tạo nên những cái tình hồn rất là bắt mắt, và các bạn đừng bỏ lỡ cái cơ hội mà khi mà ghé đến Sóc Trăng các bạn nên ghé chùa Chén Kiểu. Ở đây nữa các bạn, ở đây là một cái bộ bàn ghế đây là giường ngủ của công tử Bạc Liêu, một người đã quan danh một thời lục tỉnh Nam Kỳ. Phía bên dưới kia là được lót những cái cẩm thạch, và khi vào mùa hè sẽ có cảm giác rất là mát lạnh. Được sử dụng vào cái mùa nóng gọi là mùa hè. Và đối diện phía bên đây là một cái giường tiếp theo được sử dụng vào cái mùa đông các bạn. Đây là những cổ vật của cổ Bao Quy. Một người là coi như là trong cái bài hát bài cổ mà ca sĩ Ngọc Sơn hát. Đó, mà được nhà chùa mua lại từ năm 1958. Tiếp theo này là giới thiệu các bạn, hiện tại là chương trình bắt đầu.
và thường là trong chùa Khương Me ở đồng bằng sông Cửu Long thường là có cái trang bị cái chuông này để phục vụ trong vấn đề sinh hoạt là của là tu của sư sãi trong chùa dạy dắt. Cái then mình cũng tự thấy là những Phật Thích Ca đó các bạn, đi đâu thấy tượng Phật Thích Ca, hãy mà các bạn vào chùa Khương Me thì thấy là tượng Phật Thích Ca hết. Đây là một cái đạo chính thống của Phật giáo. Và đây các bạn, đây là cái bộ mà coi như là trường kỷ à, cái bộ bàn tiếp tiền, đây cũng có trang bị cái tiền cổ xưa, cái lại nha, tiền Việt Nam có, tiền nước ngoài có mà. Thì nếu các bạn thấy clip hay thì hãy like và subscribe cho mình và nhớ ấn nút chuông bên dưới để nhận được các thông báo video clip tiếp theo. Nếu các bạn yêu thích về các chùa chiền hoặc là muốn biết các địa điểm địa danh ở các Sóc Trăng hoặc là Bạc Liêu hoặc là những tỉnh miền Nam khác thì các bạn có thể đến với kênh Tập Rành TV, sẽ để quyền kênh bên dưới là